Ok anh em, thì mình có con DJI Mini 4 Pro đây ha anh em. Và mình có thêm một cái viên pin. Đây là viên pin 8000 mAh. Anh em thấy nó to không? Nó là hai cái viên pin Plus anh em, hai viên pin Plus. Nó chồng vào nhau thì mình sẽ được là 8000 mAh. Cái này thì cái tem này thì chúng ta không cần quan tâm, tại vì tem này là cái tem của pin thường, nhưng mà cái ruột ở trong nó là pin plus và thêm một cục pin plus nằm ở ngoài cái vỏ này nữa thì sẽ được là 8000 mAh. Và khi lắp vào trong cái body của Mini 4 Pro nó sẽ trông như thế này nè anh em. Đó, sọt vô. Đây, mình cầm lên cho anh em coi ha. Nhìn ngang nó sẽ trông như thế này. Nó có một cái cục nằm ở dưới bụng. Đương nhiên là nó sẽ tránh các cái cảm biến với đèn đốm này kia ha, nó sẽ không có chạm. Tại vì nếu nó chạm thì nó sẽ báo lỗi, nó sẽ không phải báo lỗi mà kiểu như là nếu mà nó chạm cảm biến là nó sẽ bay lên hoài, giống như là có cái vật cản dưới thì nó sẽ bay lên cao hoài. Thì không được, cho nên là người ta đã làm cho nó tránh cái cảm biến. Và vì tránh cái cảm biến cho nên là cái viên pin nó bị thục, cái viên pin thêm nó gắn thêm đó, nó thục ra làm sao nè. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái motor phía sau này nó sẽ bị nặng nha anh em. Anh em nhìn nhìn tổng thể thì có thể thấy được rằng, rất là dễ nhìn thấy được rằng đó chính là cái viên pin này nó bị nặng về phía sau. Và chắc chắn là hai cái motor phía sau này nó bị gánh còng lưng nó luôn. Vì cái viên pin này nó sẽ gắn gắn vào, nó sẽ làm mất cân bằng cái trọng tâm của toàn cái máy này. Và một thông tin rất là thú vị dành cho những anh em đang chơi DJI Mini 4 Pro mà có ý định là chơi cái cục pin mà 8000 mAh này để bay đường xa hay săn mây gì đó mình không biết, thì cái cục pin này nó đã bị DJI fix rồi. Khi cắm vào nó sẽ báo lỗi là nên DJI battery detect và không cho bay. DJI fix theo dung lượng hay gì đó anh em, tức là tới một cái mức nào đó dung lượng thì nó sẽ không cho bay và nó báo luôn là pin nên DJI battery, là pin không chính hãng gì đó. Anh em nghĩ như thế nào về cái việc mà sử dụng viên pin này? Về quan điểm cá nhân của mình thì mình không bao giờ khuyến khích anh em sử dụng những cái viên pin mà kiểu dạng giống như thế này, vì nó có rất là nhiều những cái sai. Cái sai thứ nhất là cái thiết kế, rõ ràng là nó mất cân bằng, anh em rất là dễ nhìn thấy luôn, nó mất cân bằng vì nó phải nhường cái phần này nè, nhường cái phần hai cái chân đáp nè dưới bụng, dưới những cái cảm biến linh tinh dưới bụng, thì nó phải dời cái viên pin phụ á, viên pin thứ hai gắn dời ra phía sau như thế này thì nó làm cái việc cái cân nặng nó sẽ dồn về phía sau, và khi nó dồn về phía sau á thì hai cái motor sau nó sẽ bị quá tải anh em. Đó, thiết kế là thấy nó đã sai rồi đúng không? Nó bị quá tải hai motor sau, chưa kể là cái việc hai cái cục gu này nè, cái cục gù to này nó sẽ gây cản gió khi bay. Khi bay tới thì chắc chắn là nó sẽ ủi gió mà nó cản gió. Cản gió thì nó sẽ làm cho cái máy chúng ta trở nên chà đảo. Có một số anh em bảo là nó nặng thêm như vậy thì nó sẽ cân bằng, nó sẽ kháng gió tốt, nhưng mà không phải nha anh em. Kháng gió tốt và nặng thêm khi mà tất cả nó đồng nhất ở bên trong, tức nghĩa là mình không có làm thay đổi cái thiết kế của cái máy bay á, thì nó mới kháng gió tốt. Còn này nó lồi ra một cục như vậy thì kháng gió tốt ở chỗ nào mình cũng không biết luôn. Lồi như thế này mà kháng gió tốt kiểu gì? Chưa kể là nó bị nặng hai cái motor phía sau này, thì cái motor phía sau này nó bị quá tải. Và nó khi nó bị quá tải thì nó còn kháng gió tốt không anh em? Anh em tự xem, anh em tự ngẫm ha mình. Rồi cái nữa là cái viên pin này là hai viên pin plus chồng lên nhau, một viên pin plus nó cân nặng khoảng 110 gram, hai viên thì nó sẽ rơi vào khoảng 220 gram theo như tính toán lý thuyết. Thì viên pin này nó đã vượt mức an toàn thiết kế, vượt mức an toàn thiết kế của cái máy rồi. Tại vì theo theo tính toán của mình, với kinh nghiệm làm pin 2 năm 3 năm của mình, thì cân nặng của dòng mini nó không nên vượt quá 150 gram anh em.
không nên vượt quá 150 gram. Còn này nó lên tới 220 gram luôn, thì nó đã vượt rất rất là xa so với cái điều kiện mà tiêu chuẩn đáp ứng để giữ cái máy này nó bay đi một cách an toàn. Một cái nữa, và một cái mà mình nghĩ là sẽ có nhiều ông sẽ chống chế vì lý do này, vì lý do kia, lý do nọ, nhưng mà có một thứ mà mình sẽ chỉ cho anh em xem, và cái này mình nghĩ là nó là cái mà không thể nào có thể chống chế được nữa cho cái việc mà sử dụng cái viên pin to bự dung lượng quá cao như thế này, nặng như thế này. Đó chính là cái chân nguồn. Cái chân nguồn này anh em, nó được thiết kế để chịu một cái dòng nhất định. Tức là khi mà anh em tăng cái cân nặng của cái máy lên thì cái dòng tải ở trên cái chân nguồn tiếp xúc này nè, nó cũng sẽ tăng lên. Do cân nặng tăng lên thì motor nó phải chạy mạnh hơn, nó phải quay nhanh hơn. Và cái dòng điện nó tiêu thụ trên cái chân nguồn này nó cũng sẽ lớn hơn. Cái chân này là một cái dạng chân kẹp. Nó kẹp vào cái chân socket ở bên trong cái máy bay. Những cái thanh tiếp xúc điện trong máy bay này. Hơi khó nhìn thấy đúng không anh em? Hơi khó nhìn thấy, nhưng mà bên trong máy bay nó sẽ có những cái chân socket đó. Có cái chân ở trên chữ Class 1 Laser Product đó. Thì cái chân kẹp, nó sẽ kẹp vào khi mà lúc nó còn mới á, thì cái chân này nó kẹp rất là chặt. Cái dòng tải trên này nó rất là tốt. Nhưng khi một thời gian sử dụng anh em rút cắm thì cái chân này nó sẽ bị rộng ra, nó bị giãn ra. Thì lúc này cái tiếp xúc trên cái chân này nó không còn tốt nữa. Khi mà cái tiếp xúc trên cái chân này nó không còn tốt nữa thì nó sẽ không đủ dòng để tải. Và khi nó không đủ dòng để tải thì anh em đang bay, anh em biết chuyện gì nó sẽ xảy ra đó. Nó sẽ rơi. Đúng không? Đó, rất là dễ hiểu, rất là đơn giản. Cái chân này ví dụ như nhà sản xuất thiết kế cái viên pin này, họ tính toán là với cái trọng lượng của một viên này ví dụ viên pin plus với trọng lượng là 110 gram, dòng tải chạy trên này nó khoảng 10 ampere, maximum nó sẽ khoảng 20 ampere, và cái chân họ sẽ tính toán dư, họ sẽ để khoảng 30 ampere. Nhưng khi anh em ôm cái cục này lên nè, thì lúc nào cái dòng tải trên này cũng trên 10 ampere. Ví dụ như mình nói giả sử rằng là 15 ampere hoặc 20 ampere đi, thì về tính toán của nhà sản xuất thừa tới 30 ampere thì nó vẫn còn dư tới 10 ampere. Nhưng mà đó là cái việc mà cái chân nó còn mới nha anh em. Còn cái chân nó lão hóa, cái chân nó cũ, nó già, cái độ kẹp nó không còn cao, những cái mài mòn do chúng ta cắm rút nhiều lần, nó làm cái chân này nó sẽ không còn đạt được cái tải điện giống như mà ban đầu nhà sản xuất thiết kế nữa. Nó sẽ bị giảm đi, hao mòn đi thời gian. Đó, và chính cái cân nặng của cái viên pin này sẽ giết chết cái chân nguồn này, và chân nguồn này nó sẽ giết chết máy bay. Và hậu quả là sẽ bị rơi máy bay mà không biết lý do tại sao rơi luôn. Trong khi cái năng lượng thì có rất là thừa luôn. Năng lượng trong hai viên, trong cái viên pin này nó rất là thừa. Nhưng mà cái chân này thì nó không đủ sức. Và cục pin này là cục pin nhập của nước ngoài, nhập của Trung Quốc nha, không phải là pin của mình làm. Mình vẫn làm được. Xin khẳng định với anh em là mình vẫn làm được. Nhưng thôi, vì những lý do mình vừa trình bày cho nên là mình không có làm những cái dạng pin như thế này. Và mình nghĩ tốt nhất vẫn là cái viên pin 5700 mAh, tất cả nó gọn gàng trong cái cục pin, nó là tốt nhất. Còn anh em thích hay là anh em muốn chơi những cái loại này thì đó là tùy vào anh em, mình không có ý kiến nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Cục này nó bị non rồi cho nên là mình không có bay được. Và mình lắc cho anh em nghe nè. Mình lắc nè. Mình lắc cục pin, anh em nghe tiếng gì không? Nha, họ làm cái viên pin nó hơi tệ nha anh em. Nó không có đảm bảo. Nó hở á.